những bà con làm YouTuber. Xin chào cả nhà cộng đồng mạng, xin chào Duy Kiều Vào, một lời chúc sức khỏe là chào thân thương nhất. Hôm nay tôi xin phép đến chương trình này, cho tôi xin gửi có đôi lời, có nhiều cái suy đoán và cái ý nghĩ của tôi, không biết có đúng không. Nếu mà tôi nói có đúng á, thì xin cộng đồng mạng và mọi người đưa vào bình luận cho tôi một cái bình luận để tôi nhận thức biết cái nào đúng cái nào sai. Nếu tôi nói sai thì hãy nhắn thẳng vào bình luận đó để cho tôi biết thế nào là sai. Do con người mình đính chính và mình thoát ra từ cái lỗ miệng của mình, thì tôi xin nhận lấy và xin nội chịu là xin lỗi trước cho cộng đồng. Còn nếu hay thì góp ý cho cái lời ăn tiếng nói cả nhà cả cộng đồng của ta đi vào con đường đính chính để do minh quang và góp phần một chút ít nào cho xã hội nói riêng và nói chung, trong đó có gia đình của chị Hà, để trả lại cái sự mất mát đau thương vì cái chết của chị Hà là vợ của ông Tuấn Sào Lan. Chỉ sau mười mấy ngày đó, nhờ anh em đồng đội cào cấu mới cột lên. Thì hôm nay tôi có đôi lời. Trước tiên thì mấy tuần trước là tôi có đã nói rồi, nhưng tại vì tôi kẹt bận công chuyện, mai là ra biển rồi, cho nên là ra biển thì nó mất sóng liên lạc, cho nên là không có gửi gắm được. Nhưng mà tại vì mình là con người với nhau, cùng là máu đỏ, con người trên thế giới này ai cũng là máu đỏ, cho nên mọi chuyện tôi thấy mà đã biết được và đã lần lượt xem xét và đắn đo suy nghĩ cho kỹ càng, thì cho nên tôi mới nói mình đến con người với nhau thì mình phải phân biệt rõ trắng đen đi. Ai đúng á thì được vinh hạnh chút, còn có giá trị xã hội. Còn nếu ai sai, có hai ba cái điều sai, con người ta sai thì làm biết sửa sai là nó khác, còn làm sai mà cố tình là nó khác đó. Cho nên hôm nay tôi xin mạng phép với cộng đồng, cho tôi xin gửi lời tâm sự đối với gia đình của ông Tuấn Sào Lan. Trong đó là chủ yếu tôi nói ngay mục tiêu là ngay chân chỗ em Tiền. Anh có nói đôi lời gì nữa Tiền? Trước khi thì anh xin chào em ha. Anh xin chào em. Với nam giới với một người phụ nữ thì cho nên là mình phải nói chuyện cho nó đúng, cho đúng lực, đúng đạo nghĩa của con người và cách xưng hô là anh em, cho nó có tình có nghĩa. Nhưng mà anh nghĩ trong câu chuyện này mà anh nói, có cái lúc nào, có khúc nào mà nó quẩn khúc, hoặc như là anh có nóng giận, hoặc nhấn mạnh những cái lời nói gì đó, thì em cũng bỏ qua. Tại vì cái bỏ qua này em biết sao? Tại vì em với Tuấn Sào Lan, với những người xung quanh của Tuấn Sào Lan là đều là cái đầu cứng. Cái đầu cứng quá. Cho nên lúc ban đầu anh nói quẩn khúc mà quanh co mà nhẹ nhàng với em là hơi tôn trọng. Lúc sau mà đi vào câu chuyện, nó đã đi vào cái quyền thoại mà bực tức quá, thì nên có thể thốt lên những lời nó nặng chút nha. Bây giờ thì nói vậy đi, ông Tuấn Sào Lan với em đó, với những người xung quanh của ông Tuấn Sào Lan nói chung hết trơn luôn, là cái đầu cứng quá. Cho nên bây giờ nói là nói mẹ ra thẳng thét đi. Bây giờ ý nghĩ của người tâm nguyện ta nhận xét làm sao, muốn làm sao thì nói vậy, nói cho thẳng. Hỏi làm sao mà hy vọng đừng nói chặt thôi. Đó. Nói mà nói tình cảm giống như là kêu bằng cái gì đó. Anh thì nói chuyện trình độ thì anh không có gành gì mấy. Đó. Hôm nay anh hỏi thật thật đây nè, anh coi trên cộng đồng mạng ấy, anh lướt qua nhiều cái trang clip của anh từ ngoài lúc mà chị Hà mất tích đến ngày cào cấu cuột lên, đến ngày hôm nay là 4-5 tháng. Anh coi trang clip của anh nhiều lắm rồi. Em mặc đồ để em ngồi trên trang mạng nói chuyện cũng thấy hứng thú, có vẻ là em là cũng một cái tay đàn chị nói chuyện đó. Được, thì hôm nay anh xin góp phần với em. Cái thứ nhất, em muốn trách hờn bé Linh dầm cống mười mấy ngày mấy, nhờ anh em cô bác cào cấu cái cột lên, em trách làm sao? Em nói là cháu Linh á là nó không có hiểu biết, không có cái gì, đồ mất dạy, nó xem bà nội nó. Em trách cháu Linh, nhưng nên anh nói thiệt với anh Tiền luôn, em muốn trách cháu Linh thì anh xin gợi ý cho em, em nên trách bằng như phương hào phương hướng nào cho nó đúng, cái nào là đáng để trách, cái nào đáng không trách. Em nhớ kỹ, cháu Linh là một đứa cháu, nó chưa có đầy tuổi đôi mươi, mười mấy tuổi là chưa gọi là tuổi đôi mươi, cháu nó còn đi học đó, nó là một học sinh, đúng không? Đã nó có người đi học đó, là người ta chưa có hiểu biết, cho nên người ta mới còn đi học. Còn như em, hoàn cảnh của em tuổi trưởng thành, có gia đình,
có cuộc sống. Em là người lớn, người cô, em đã học thức đầy đủ rồi. Em không còn đi học nữa là em hiểu biết rồi đúng không? Nhưng mà tại sao anh nghĩ rằng, cộng đồng này nghĩ rằng em là một người thất học? Em là người thất học, em thất học hơn cái thằng nông dân nữa. Nó thẳng với em luôn. Ngược lại em trách cháu Linh. Cháu Linh thiệt hại ngày hôm nay đi vào con đường này để cho em trách. Đây nè, nói cho em biết nè. Vì mung thửn, vì cha mẹ nó lên tiếng nó nói mà. Cho nên nó mới nghĩ gì. Ăn chưa no lo chưa tới nó nghĩ quẩn gì nó nói. Mà nó nói cũng đúng đó. Bức xúc quá mà. Ai mà gánh, ai mà có, em coi xã hội này đi. Cả thế giới luôn. Có cái tuổi trẻ thơ nào mà mới có mười mấy tuổi ôm đứa em trong nhà với bà ngoại với mấy cậu. Mồ mả mẹ thì nằm đó chứ. Cô dòng họ bên nội thì lại phiền phức nói. Đây nè, anh xin em đó tiền. Em đừng có trách cháu Linh. Em hãy ôm cháu Linh vào lòng trong lúc này. Máu chảy thì ruột bìm chứ không bao giờ em nói em không có trách nhiệm. Nhưng Tuấn là anh không chịu. Thấy không? Cho nên bỏ ngay chuyện đó đi. Em binh thằng Tuấn hoặc cái lời lẽ em khôn khéo bịa đặt như thế nào là cái chuyện của em. Thấy không? Đó. Còn thằng Tuấn có hay không thì xã hội này người ta bình luận. Đó. Người nhà nước người ta có cái quyền quyết định. Đúng chưa? Còn em giờ này là em quẩn khúc cho anh của em là thằng Tuấn chối tội như thế nào là chuyện của em. Nhưng mà em ngược lại em hãy nghĩ đứa cháu này. Đứa cháu này là cháu nội, là cháu của em đó. Em phải ôm nó vào lòng trong lúc này để em chia sẻ với cháu. Cháu Linh à, cha với mẹ con ăn ở nhau sanh con ra, giờ này có quẩn khúc thì cô coi trên cộng đồng mạng người ta cũng đã là di luận, người ta đã mô tả rồi đó, người ta cũng nhiều người nói rồi. Như vậy thì thôi con, bây giờ con nghe lời cô đi, con đừng có, con hãy mạnh mẽ lên, con đừng có giận hờn nội con, đừng có giận hờn dòng họ bên nội con nha. Đó, em phải chỉ đường dẫn lối cho cháu nó thấy cái nào là đúng, cái nào là sai. Có nghĩa là ai sai, ai đúng có phần nấy. Đừng có để nó liên lụy tới dòng họ bên nội mà đụng ai nó cũng ghét. Đứa cháu mới có mười mấy tuổi mà nó còn nhận thức được người nào đúng, người nào sai. Đó. Người nào làm đúng, người nào làm sai. Nó vẫn khẳng định rằng là nó sẽ buồn bực mà nó sẽ nói mà. Em thông cảm chứ, mười mấy tuổi mà phải gánh vác lên đôi vai giờ này. Ngoại người ta mất con. Còn con người ta là lại mất mẹ, một coi mẹ. Con, em phải vạch trần ra những cái chuyện này, em phải thấu đáo, em phải hướng dẫn cho cháu nó cụ thể cho nó biết. Em trách nó làm cái gì, nó là cháu của em, đúng không? Chứ em đừng lên mạng mà em ngồi em nói. Bây giờ tôi cũng không biết nói gì. Vợ ông bé Linh á, nó muốn thay tên đổi họ là chuyện của nó, tôi không còn quan tâm nữa. Đó. Em nói cái câu này là em chặt lắm. Đây nè, nãy giờ là anh tâm sự với em đó. Cái này là anh dạy với em luôn. Anh thay thế gì ba anh dạy cho em nói chuyện. Em đừng có nói mà cái câu mà nói là ba Sáu Linh bây giờ nó muốn thay tên đổi họ là chuyện của nó, tôi không cần quan tâm. Nó muốn đổi họ Nguyễn, họ Trần, họ gì đó là chuyện của nó. Nhưng mà anh hứa với em luôn, anh bảo đảm với trên cộng đồng luôn, bé Linh sau này nó có trưởng thành 100 tuổi già, nó chết xuống, nó nằm xuống cái ba tấc đất chỗ đó, người ta đi ngang ta nhắc gì vụ cha với mẹ nó là một thần, nhưng mà nó vẫn là người ta nói con bé Linh đó là con của chị, con của chị Hà với anh Tuấn, đúng không? Còn cái chuyện mà cháu nó không còn công nhận nữa là chuyện của nó, chuyện công tâm đính chính của nó thôi, không chấp nhận là chuyện của nó thôi. Nhưng mà cái sự tích cái người tạo quá sinh ra nó là phải con Tuấn với con chị Hà, dòng họ thân tộc bên nội đó là em nữa đó, là cô đó. Chứ em đừng có nói giờ nó muốn làm muốn đổi rồi, nó không cần thiết. Cháu nó tránh được cái tình trạng đó, nó nói liền trong cái tuổi còn thơ ấu này thì em phải là người thương nó và phải mừng cho nó. Nó mới phải chứ, có đâu mà em trách em hờn nó, đúng không? Anh em muốn nói chuyện á, anh dạy cho em nói chuyện. Em muốn lẩn trốn những lời nói thì em nói cái gì khéo ra thì khéo. Còn cái nào mà em nhắm cái ra ngoài chuyện đời á, thì em nói chuyện đời thì em nói phải cho người ta nhận thức. Vì lời nói của mình nói ra mà xã hội này người ta nhận thức được cái nào đúng, cái nào sai mới là có giá trị, đúng không? Chứ mình ý, mình nói mình để phả lấp, không cho ai trả lời, không cho ai biết gì chuyện mình nói, mình đàn áp người ta là cái câu nói của mình nói ra là phí, nó không có giá trị. Xài đồ thì phải cân đối với đồng tiền, nó mới biết là có giá trị, đồ nào tốt, đồ nào xấu. Em đừng ép người ta, em nói bao nhiêu chuyện, em nói vòng vòng gì để em nói chắc Tuấn vô tội hay là cháu Linh hỗn ngẫu này kia. Em nói cái này là không được đó. Anh nói thiệt luôn á, anh ngẫm nghĩ á, anh thấy em ngồi nói chuyện trên điện thoại trên mạng,
anh là đàn ông á, anh thấy em bằng bộ đồ đó với khuôn mặt của em á, anh là người đàn ông á, anh nhìn thấy cũng hấp dẫn lắm. Anh nói thiệt, anh chợt thì nghĩ ra rồi, thì về nằm đi mà suy nghĩ bằng ngày á, có đi tắm rửa gì đó à, thì soi gương nhờ sức kem hay là chải tóc gì đó hen, tân trang cho cái khuôn mặt của em đó, thì anh chỉ cái đặc điểm này nè, anh mới phát hiện em á phải nói người phụ nữ đàn bà mà có cặp chân mày thật là sắc bén, con mắt thì nó hơi xéo ha, khuôn mặt thì càm nhọn, cái miệng của em nói chuyện thì nó lẫn lốt dữ lắm. Em là nói thiệt chứ, em mà sống thọ cỡ 60-70 tuổi 80 tuổi giống như dì Năm đó, là sau này em là khuôn mặt em là giống hệt dì Năm luôn, giống hệt. Tôi khẳng định với cộng đồng, tôi gợi ý đây thì cứ lật ra coi đó, mà đọ vào nhau mà binh xét con tiền này, cái mặt nó là chở dì già này giống hệt bà Năm luôn. Bây giờ nó đã có cái nét rồi.